Thưa quý vị, trong nỗ lực đạt mục tiêu kép chống dịch và phát triển kinh tế, không thể không kể đến sự tham gia của các bệnh viện tư nhân, trong đó có bệnh viện FV quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã có những hỗ trợ tích cực giúp thành phố có thêm nguồn lực trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Mới đây, các nhà sáng lập bệnh viện đến từ Pháp đã có cuộc hội ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh để cùng trao đổi đưa ra chiến lược phát triển của bệnh viện trong tương lai. Trong đợt dịch vừa qua, bệnh viện FV là một trong những bệnh viện tư nhân tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Bệnh viện đã hỗ trợ tiêm khoảng 800 mũi mỗi ngày và tham gia mô hình bệnh viện tách đôi từ ngày 10 tháng 8 với 70 giường điều trị, trong đó có 11 giường điều trị chăm sóc đặc biệt. Ngoài khu vực cấp cứu, bệnh viện còn dựng thêm một lều có 4 giường và một mái che với 3 băng ca để cấp cứu bệnh nhân. Trong thời gian tới, các nhà sáng lập của FV thống nhất sẽ tiếp tục đầu tư giúp bệnh viện ngày càng phát triển trong tương lai để hỗ trợ tích cực cho ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2023, bệnh viện dự kiến sẽ đưa vào hoạt động phòng khám đa khoa Sài Gòn và trung tâm chẩn đoán quy mô lớn tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2025, khánh thành thêm một tòa nhà 7 tầng để mở rộng trung tâm điều trị ung thư, trung tâm tiêu hóa gan mật, một số chuyên khoa khác từ năm 2023 đến năm 2029 mở thêm 4 phòng khám trị liệu thần kinh cột sống ACC ở các thành phố khác.